Xin kính chào quý vị đang xem chương trình Việt View Sức khỏe tâm lý gia đình và cộng đồng của đài Lido Sài Gòn TV trên băng tần 56.7 Galaxy 19 và trên website của đài. Thì chương trình Việt View có một cái phần kêu là mình kêu là tâm lý gia đình và cộng đồng, thì đây là cái trung tâm này, đúng là mình đang nói về cái dịch vụ cho cộng đồng và cho gia đình đây. Thì bây giờ mình sẽ đi sâu vô chi tiết hơn về cái trung tâm này. Quý vị chắc quý vị nào mà coi chương trình cách đây 6 tháng hay là 7 tháng chắc cũng đã nghe về chương trình này rồi. Nhưng mà nếu quý vị nào chưa biết về chương trình này thì đây là sứ mệnh của cái chương trình. Thì gia tăng giá trị đời sống của người chăm sóc bằng cách giúp đỡ gia đình và cộng đồng vượt qua những thử thách trong công việc chăm sóc. Việc chăm sóc thì ai cũng hiểu rằng đây là những cái việc mà chúng ta làm bởi vì tình thương yêu. Chứ không có ai dám nói là đây là một cái lựa chọn hoặc là họ muốn cả. Vì vậy nhiều khi trong cái quá trình, trong cái hành trình chăm sóc nó khá nhiều gian nan, nhiều sự khó khăn. Đôi khi phải dùng cái chữ là chỉ có biết chịu đựng mà thôi. Chứ không biết phải nói làm sao cho nó đủ hết những cái khó khăn để người ta hiểu được. Chị có thể cho biết cái lịch sử của cái chương trình này không? Trung tâm Tài nguyên cho người chăm sóc là một trong 11 chi nhánh trong tiểu bang Cali. Thì từ Bắc đến Nam thì đây là chi nhánh cuối cùng của trong tiểu bang Cali, được thành lập cách đây 31 năm. Thì năm 88 vậy ha? Năm 1988 là đó là 31 năm. Và trung tâm có chương trình đầu tiên cho người Việt Nam là được thành lập được 20 năm nay. Thì Pauline đã đi cùng hành trình với những người chăm sóc người Việt Nam cũng là trong 10 coi như là gần 20 năm nay, thì có một nhóm hỗ trợ cho người chăm sóc và thân nhân để giáo dục, với mục đích giáo dục. Thì nhờ trung tâm chúng tôi có hai nhóm ủng hộ tinh thần cho những người đó. Thì nếu mà quý vị muốn tham gia, hiện giờ đang chăm sóc thân nhân, muốn tham gia những cái nhóm hỗ trợ, chúng tôi có một nhóm ban ngày và một nhóm buổi tối. Nếu những người mà qualify, coi như là thích hợp với chương trình này, thì chúng tôi có hỗ trợ để có người chăm sóc cho người bệnh, để quý vị được tham gia những cái nhóm hỗ trợ. Trung tâm này được nhà thương Central Medical Center ở trên Fullerton tài trợ từ năm coi như là từ lúc bắt đầu đến giờ năm 31 năm. 31 năm là từ 1988 đến giờ. 31 năm. Thì gần đây thì cách đây 2 năm thì trung tâm phục vụ quận County là trung tâm phục vụ cộng đồng của quận Cam có muốn hỗ trợ chúng tôi về để cho mang cái dịch vụ này đến cộng đồng người Việt nhiều hơn. Thì quý vị biết là những cái trung tâm mà bất vụ lợi thì không có nhiều nhân viên cho lắm. Thành ra trung tâm chỉ có Peter, cô Tâm Hồ và Pauline là người Việt Nam trong cái chương trình Việt Nam này. Thành ra lâu lâu mới lên trên đài, hoặc là những cái dịp lễ, dịp Tết, hay là có mấy anh chị làm talk show host mời lên thì tụi này mới lên, hoặc là đi những cái hội chợ y tế chẳng hạn thì chúng tôi mới có cơ hội để phổ biến những dịch vụ cho cộng đồng. Nhưng mà có nhiều bác không đi ra ngoài được, thành ra nếu mà mấy vị đang nghe được tin tức của cái dịch vụ này, giữ số điện thoại để cho người thân mình biết là có những dịch vụ như vậy. Có nhiều người chăm sóc người thân gần 10 năm, anh nói là tại sao cô không lên trên TV để quảng cáo những cái chương trình của chính phủ, nó đâu có tiền để quảng cáo. thành ra chỉ thường thường là chỉ có những người cán sự xã hội, social worker, từ nhà thương, từ những cái nursing home lúc mà bệnh nhân phải đi về nhà. Thì có nhiều người nói tại sao người bệnh nặng như vậy mà để đuổi về nhà, thì có những cái dịch vụ khác nhau để giúp cho người bệnh. Thành ra quý vị cần giúp đỡ thì quý vị gọi để chúng tôi hướng dẫn cho quý vị biết có những dịch vụ nào khác để chăm sóc cho người bệnh tốt hơn. Và có ngoài cái nhóm hỗ trợ thì chúng tôi có chương trình gọi là kế hoạch chăm sóc và những cái trợ giúp khác, như là nãy tôi nói là tã, hoặc là sữa Ensure, hoặc là quý vị có một cái nhà nhỏ mobile home trị giá 150.000 trở lên mà chưa có làm giấy di chúc hay là vấn đề chăm sóc cho người thân đó, thì chúng tôi có cái voucher, legal voucher để giúp cho những người đó tham khảo với luật sư để làm di chúc, living trust, living will. Thì có những cái dịch vụ gì chúng tôi có thể giúp được thì trước hết quý vị phải gọi thì chúng tôi mới biết là cái vấn đề của quý vị là cái gì để chúng tôi hướng dẫn. Thì để cho dễ cho quý cho tổ chức, Pauline sẽ cho quý vị một cái ví dụ. Có những bác chăm sóc cho người bệnh bị trí nhớ suy giảm chẳng hạn. Có người thì xin được gọi là
chăm sóc toàn diện là protective supervision là tới 283 tiếng đồng hồ một tháng. Mà cũng có nhiều bác cũng y như trường hợp đó, chỉ xin được có 80 tiếng một tháng thôi. Thì cái vấn đề là ở đâu thì có lẽ là mình phải ngồi xuống để hướng dẫn và cho những cái tin tức để quý vị có thể là khiếu nại hoặc là lần sau phỏng vấn với cái người worker để biết là lý do tại sao người cũng y như trường hợp đó mà chỉ xin được có 80 tiếng, người thì xin được 283 tiếng chẳng hạn. Và có những dịch vụ gì để hỗ trợ cái người bệnh, để cái người chăm sóc để khỏi mệt, như là những dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban ngày của người lớn chẳng hạn. Có những dịch vụ như MSSP của quận Cam cho những có Medicare. Còn những người không có Medicare thì thế nào? Thì chúng tôi cũng có những cộng, hiện giờ có cộng tác với 5 daycare trong quận Cam. Nếu mà quý vị mà thuộc loại lợi dở mà không xin được Medicare chẳng hạn, mà cần nghỉ ngơi một ngày, hai ngày, một tuần, thì chúng tôi có thể hướng dẫn cho quý vị biết những cái trung tâm nào có thể chăm sóc cho người bệnh, và trung tâm chúng tôi có thể hỗ trợ được cái gì. Nhiều lúc đó là những cái trung tâm có cộng tác, chúng tôi là 5 cái trung tâm đó, là ít trung bình là mấy cái cơ quan đó là đã trong cộng đồng 30 năm đến 40 năm rồi. Đó là tất cả những cái cơ quan bất vụ lợi. Thành ra quý vị cần phải có một cái kế hoạch nghỉ ngơi. Trung bình ví dụ một ngày cái người bệnh có thể đi tới tham gia sinh hoạt ở những trung tâm đó 5 tiếng đến 6 tiếng đồng hồ, thì quý vị có thể tập trung về vấn đề self care, chăm sóc cho bản thân mình, như là đi bác sĩ khám tổng quát chẳng hạn, hoặc là đi nha sĩ, có những cái vấn đề y tế gì mà mình cần phải chăm sóc cho bản thân mình. Thành ra tháng 11 là tháng vinh danh cho những người chăm sóc. Pauline và Peter muốn là quý vị gọi cho chúng tôi. Có thể là chỉ mấy vấn đề rất đơn giản như là nhờ giúp đỡ để điền cái tờ giấy chỉ thị về sức khỏe, hoặc là xin cái tờ giấy 5 nguyện vọng, hoặc là quý vị chỉ cần một một danh sách của những cái trung cơ quan cung cấp dịch vụ cho người cao niên, thì chúng tôi có những cái brochure này có ở văn phòng ở Cao Ti, ngay góc đường Magnolia và McFadden. Chúng tôi muốn là quý vị trước khi apply cho bất cứ cái benefit gì hay bất cứ cái dịch vụ gì của xã hội thì quý vị nên tham khảo trước. Có nhiều bác không biết là đi xin rồi không có chuẩn bị đó, thì hoặc là đi không đúng hướng chẳng hạn. Có nhiều bác là từ bên tiểu bang khác về đây, thì cái dịch vụ bên Texas hoặc bên tiểu bang Philadelphia nó khác với dịch vụ của Cali. Mỗi một tiểu bang nó có cái benefit khác nhau. Các bác ở bên kia có lẽ là dịch vụ bên đó cao niên, thật ra chương trình liên bang bất cứ chỗ nào nó cũng giống nhau, chỉ có là cái cách làm việc của mỗi một quận nó khác nhau thôi, hoặc là cái khu ở trên khu Mỹ Trắng ở bên cái vùng nào đó bác ở bên đó thì nó khác, tại vì có lẽ là lúc mà phỏng vấn thì cái ngôn ngữ bất đồng, nhiều lúc cái người làm information cũng không đúng. Thành ra thật ra tất cả dịch vụ của cao niên, cái gọi là cái chương trình Title Tree, chúng tôi là Title Tree E, là những dịch vụ đó là cho những người cao niên, chăm sóc cho người cao niên 60 tuổi trở lên, bất cứ tiểu bang nào nó cũng đều giống nhau. Tại cái chương trình này chương trình của liên bang, và còn chương trình của tiểu bang thì nó khác thế nào, thì tiểu bang Cali là có cái chương trình để hỗ trợ cho người chăm sóc, có những tiểu bang khác lại không có. Cali là tiểu bang đầu tiên mà để đến cái vấn đề sức khỏe tinh thần cho người chăm sóc. Và sức khỏe ngoài sức khỏe tâm thần còn có vấn đề sức khỏe về thể lý nữa. Nhiều lúc có nhiều người bị chăm sóc mệt nhọc quá lại chết trước người bệnh, thì ai sẽ là người chăm sóc cho người bệnh? Thành ra quý vị giữ số điện thoại. Hiện giờ có thể là quý vị đang là người chăm sóc, đã là người chăm sóc hoặc là sẽ là người chăm sóc cho người nào đó, thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để tham khảo. Dạ, chút xíu nữa Peter sẽ chiếu trên màn ảnh cái số điện thoại của trung tâm để quý vị liên lạc thẳng với lại chúng tôi bằng tiếng Việt, để chúng ta có thể ghi xuống để mà gọi để tham khảo. Thì nhiều cái vấn đề nhiều khi mình cũng không rõ lắm, nhiều khi phải gọi tham khảo gặp một lần, thì khi mà quý vị chia sẻ cái câu chuyện của mình đó, thì chúng tôi mới hiểu kỹ hơn, thì mới biết được là ok quý vị cần cái gì và quý vị có đúng là đủ điều kiện để mà chúng tôi giúp quý vị hay không, vân vân. Thì xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ quay lại số ít phút thông tin thương mại.